sau đây một món quà đúng không, một ca khúc rất gần với Giáng sinh, mời quý vị lắng nghe tên Feliz Navidad. Cho nhau những cái giá trị yêu thương nhất, vừa đẹp nữa, chính xác chị.
Ơi. Vậy thì tại sao với những cái tên gọi rất là tuyệt vời như thế này? Đây là những tên gọi tiếng Anh nhưng mà rất là dễ hiểu và đại diện cho những màu son khác nhau. Và khi mà mọi người mua cái set son này thì sẽ có những cái màu son như là hạnh phúc, tình yêu, may mắn, thật xinh đẹp, tình bạn, thật là quyền lực và lúc nào cũng tận hưởng trong cuộc sống. Đây là mỗi những cái thông điệp khác nhau từ những cây son đại diện cho những màu son khác nhau. Và khi mà mình dành tặng cho ai đó, mọi người cứ nói đây là những thỏi vàng đầy ý nghĩa để dành tặng cho nhau. Và Hà tin chắc là người tặng sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, bởi vì là nếu một lát nữa mà mọi người tận mắt chứng kiến sản phẩm lần này thì mọi người sẽ không thể nào mà không khen nó một tiếng được hết á. Vừa xinh đẹp, vừa sang trọng, vừa chất lượng mà vừa rẻ. Đó là lý do tại sao tối ngày hôm nay mọi người thấy phủ vàng hết tất cả mọi thứ. Và cái này là mạ vàng thôi chứ không phải vàng thiệt. Thế nhưng rằng là cái màu sắc vô cùng đặc biệt trong mùa lễ hội cuối năm này rất là phù hợp dành cho tất cả chúng ta, trao cho nhau yêu thương đúng không ạ? Và cầu mong những cái giá trị may mắn nhất dành cho tất cả mọi người nữa. Vậy thì mời chị Hà sẽ chia sẻ những cái màu son này được không ạ? Xin mời màn hình để Hà có thể giới thiệu với mọi người. Đây là những màu son mà trong hơn 3 năm qua, khi mà Hà cho ra rất là nhiều những dòng sản phẩm son khác nhau thì Hà đã đúc kết được đây là những màu son bán chạy nhất và phụ nữ Việt Nam mình yêu thích sở hữu những màu son này nhất và phù hợp với tất cả mọi loại da. Và cho dù các bạn làm công việc gì thì khi các bạn đánh những màu son này cũng đều rất là phù hợp. Hà cũng luôn luôn chơi son, anh không bao giờ cần son phấn nhưng mà anh luôn luôn mua son phấn để tặng cho những người thân bên cạnh mình. Tuyệt vời, bộ này gài quá trời gài. Không biết tối nay được mua bao nhiêu ngàn bộ. Chị nhớ là lần trước khi mà mình ra bộ lớp EPOA song thỏi thì anh Đàm Vĩnh Hưng đã mua 1.000 cây son để dành tặng cho người thân, giờ không biết hôm nay chắc phải 10.000 cây á. Hay quá chị, chốt đơn à, chốt đơn luôn à, anh Hưng bắt đầu quéo nhẹ. Nhưng mà không, bây giờ nghĩ rằng là vì cái giá nó vô cùng tiết kiệm cho nên là mình mua nhiều vẫn được nha quý vị. Có thể dành tặng cho tất cả những người thân yêu của mình trong những dịp lễ hội luôn, năm nay và cả năm sau nữa. Nhìn thấy kích thước nó chỉ bằng ngón tay út thôi, rất là nhỏ. Và mặc dù là son lì và có dưỡng chất nhưng mà các bạn sẽ không lo, cái độ bám thì nó sẽ rất là bền và mang đến một làn môi mềm mại, chống lão hóa cho môi của mình. Và có một mùi thơm, đó là những chiếc bánh cookie trong những cái thỏi son này. Wow. Khi mà đánh lúc nào tưởng tượng mình đang ăn bánh rồi đó. Em thấy cái chống lão hóa cho làn môi là vô cùng hợp lý chị Hà hả? Yeah. Anh chưa có chuyện gì xảy ra em hả? Chính xác là vậy luôn đúng không quý vị? Lấy lại dáng rất là nhanh và đặc biệt là vô cùng tươi tắn với diện mạo của mình khi gặp gỡ tất cả quý vị. Và thứ hai nữa em nghĩ là khi mà mình đã vui rồi, em mong là chị cũng sẽ lan tỏa cái niềm vui này của mình dành cho tất cả mọi người ngày hôm nay. Đấy, chị lan tỏa liền lập tức đấy. Em muốn đưa cái quà thật bình thường được không ạ? Bây giờ mình tặng luôn này. Tặng luôn đặc biệt là tặng cho các celeb đang ngồi dưới dành thời gian. Thứ nhất là tới đây, thứ hai là cũng khá là hơi xa nên mà mọi người vẫn không quản ngại đường xa vẫn đến đây cùng với mình thì mình sẽ tặng luôn quà ngày hôm nay, tặng luôn cho Minh Sù. Wow, dạ ngày hôm nay em đi gia đình 7 người ạ. Tặng luôn, không có gì, gì. Không có gì hạnh phúc bằng mùa lễ mà tặng quà cho nhau. Của mình vào, sau đó thì chương trình kết thúc, chúng tôi sẽ lựa chọn 5 bạn may mắn ngẫu nhiên dành cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trực tiếp trên livestream. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có Linh Kiếp. Mùa lễ hội cuối năm 2020 Wellboy đã chính thức mở bán trong giây phút này. Những sự liên mua hàng có tiết xanh của MOI. Sau đó chúng ta có thể là đặt rất là nhiều bộ sưu tập như thế này để dành tặng cho bản thân cùng với tất cả mọi người. Chấp hành việc đeo khẩu trang và giữ một khoảng cách nhất định để... bán thật là chạy, khách hàng cháy hàng, và đặc biệt là chúng ta sẽ sản xuất thấp.